bạn đang muốn kinh doanh thời trang. Bạn có biết tại sao fast fashion đang đổ bộ vào thị trường Việt Nam? Bạn có biết những yếu tố quyết định sự thành công bên trong một cửa hàng thời trang là gì không? Nhưng bạn đã biết chiến lược của mình phải bắt đầu từ đâu chưa? Và làm cách nào để thu hút khách hàng bước vào bên trong cửa hàng của bạn?